Đầu tiên, hãy xem xét một linh hồn trên bầu trời nhẹ hơn chính những đám mây. Sau đó, một thiên thần to lớn đang ngồi vào một cái gì đó phản chiếu, đắm mình trong những tia nắng mặt trời. Và thiên thần này đang bay ở đâu đó. Một hiện tượng tương tự như những cột ánh sáng xảy ra ở nhiệt độ thấp. Khúc xạ ánh sáng và hướng lên trên. Vượt qua bầu trời và hầu như không có mây xung quanh. Một bức ảnh cũ diễn ra cuộc họp của các giáo sĩ. Trong khung hình cũng có những thiên thần nhỏ quan điểm tương tự như trong ảnh từ Athos. Băng qua Moscow và phía trên là hình mẹ thiên chúa với chúa hài đồng. Một cây thánh giá rực lửa xuất hiện trên bầu trời Michigan mặc dù tất cả các đám mây xung quanh có màu cam. Ở Nga trên những ngôi nhà năm 2009 xuất hiện chéo, bạn có thể thấy nó phát sáng như thế nào và mặt trời từ lâu đã khuất sau đường chân trời. Một năm trước đó vào năm 2008 tại Nga, trong thời gian giông bão đã xuất hiện sự đóng đinh, việc chụp ảnh được thực hiện trên điện thoại, nhưng chúng ta có thể thấy rõ chính cây thập tự và người bị đóng đinh trên đó. Phép màu trên Jerusalem hành khúc 2018 năm, xem năng lượng ánh sáng chuyển động dưới dạng một cung tròn. Tiếng kèn trumpet và một dấu hiệu trên bầu trời, trên thành phố Jerusalem, vào đầu mùa thu 2016 năm. Telephone.